C4 Duo và M4 Aqua là hai smartphone tầm trung mới nhất của Sony. Sự khác biệt lần này giữa chúng có vẻ rất rõ ràng để chúng ta có thể lựa chọn. Tuy cả hai đều có cấu hình mạnh và hỗ trợ chụp ảnh selfie chuyên nghiệp, nhưng C4 có đèn flash ở cả camera trước và màn hình cực đẹp. Còn M4 Aqua lại có khả năng chống nước UV. Giữa chúng còn có những điểm gì khác? Mời các bạn xem qua bài so sánh giữa Sony Xperia M4 Aqua và Xperia C4 Duo. Trước khi bắt đầu bài so sánh thì mình xin khẳng định luôn, tính năng chống nước chỉ có trên M4 Aqua, còn C4 Duo không có. Nên nếu bạn nào lấy tiêu chí này để chọn giữa hai smartphone trên thì không cần xem qua video này, mà có thể chọn luôn chiếc M4 Aqua. Còn lại thì mình xin tiếp tục và bắt đầu từ thiết kế. M4 Aqua có kiểu dáng như chiếc Z3 cao cấp, đó là hai mặt phẳng đối xứng nhau với mặt sau được làm từ nhựa bóng khá giống kính. Trong khi đó thiết kế của C4 Duo lại là nhựa nhám ở mặt sau và kiểu dáng của nó nhìn bo tròn hơn so với M4. Về độ bền sau một thời gian sử dụng, có lẽ chất liệu nhựa nhám của C4 sẽ chọi hơn so với M4 Aqua. Cảm giác cầm trên tay của cả hai sản phẩm này rất chắc chắn và êm tay. Tuy nhiên đối với M4 Aqua, khi bạn sử dụng lâu thì nó sẽ bị bám mồ hôi khá khó chịu, trong khi điều này hoàn toàn không gặp phải trên chiếc C4 Duo. Kích thước của Xperia C4 cũng khá lớn do nó sở hữu màn hình 5.5 inch, còn M4 Aqua chỉ là 5 inch. Lại nói về màn hình, đây là điểm khác biệt lớn đầu tiên của Xperia C4 Duo và Xperia M4 Aqua. C4 Duo có màn hình 5.5 inch, được xếp vào nhóm OLED và độ phân giải của nó cũng rất ấn tượng là Full HD, trong khi đó M4 Aqua chỉ là độ phân giải HD ở kích thước 5 inch. Độ nét của hai màn hình này rất dễ dàng để nhận ra. Với C4, các icon phông chữ rất mịn, không thua kém bất kỳ sản phẩm cao cấp nào. Trong khi đó thì M4 Aqua nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó hơi rỗ, dù Sony đã cố gắng làm các icon mịn và đẹp hơn. Đó là về độ mịn, còn màu sắc của hai màn hình này thì gần như tương đương, rất tươi và dịu mắt. Do cùng sử dụng tấm nền IPS nên góc nhìn khá rộng. Như vậy, qua hai hạng mục thiết kế và màn hình thì bạn có thể dễ dàng đưa ra quyết định giữa hai sản phẩm này. Nếu cần một thiết bị màn hình lớn nên chọn C4 Duo, còn nếu bạn có một số tiền ít hơn, cần một smartphone nhỏ gọn thì chắc chắn rồi, M4 Aqua sẽ là cái bạn cần. Xong màn hình, mình sẽ đi đến phần hiệu năng. Cũng là con chip 8 nhân nhưng có sự khác biệt trên Xperia M4 Aqua và C4 Duo. M4 Aqua chạy trên con chip Snapdragon 615 của Qualcomm, còn C4 Duo sử dụng con chip MediaTek 6752. Cả hai con chip này đều thuộc loại 64 bit và cả hai máy đều cài sẵn Android 5.0 nên tốc độ xử lý của chúng rất ấn tượng. Rõ ràng về mức hiệu năng thì chip MediaTek nhỉnh hơn so với Qualcomm ở bài chấm điểm benchmark. Tuy nhiên những con số ấy không có mấy giá trị bằng trải nghiệm thực tế. Mình có thử mở cùng lúc 10 ứng dụng giống nhau trên cả hai máy. Kết quả là sau khi chạy 2 lượt thì C4 Duo mất 3 phút 25 giây, còn M4 Aqua là 3 phút 41 giây. Sở dĩ M4 Aqua chậm hơn một tí là do trục trặc ở phần mạng khi kết nối game. Tóm lại thì phần trải nghiệm thực tế này thì cả hai máy tương đồng với nhau, dù chip Snapdragon 615 trên M4 Aqua có kém hơn MediaTek 6752 trên các bài chấm điểm benchmark. Giao diện phần mềm thì chúng ta không cần để ý vì chúng giống nhau đến 99%. Mình sẽ đi qua phần camera. Camera sau của M4 Aqua và C4 Duo đều có độ phân giải là 13 MP. Chất lượng ảnh chụp ngoài trời ngang nhau, độ nét và màu sắc rất tốt. Hình ảnh thu được đúng với những gì đang diễn ra, chữ màu sắc không bị đẩy lên quá rực. Khi chụp thiếu sáng thì ảnh từ M4 Aqua có phần ám xanh nhẹ, còn C4 không bị. Các chế độ chụp ảnh với camera sau của cả hai máy cũng giống nhau, phức tạp và không cần thiết. Còn về camera trước thì rõ ràng là có khác biệt. Camera của M4 Aqua cho chất lượng ảnh chụp tương tự những mẫu smartphone có cam trước 5 MP trên thị trường như hiện nay. Còn C4 Duo lại có quá nhiều trò với camera trước này. Bạn có thể kết hợp với đèn flash, tạo hiệu ứng mắt long lanh, mặt nạ, v.v. Rõ ràng là nếu cần một chiếc điện thoại chuyên selfie thì bạn nên chọn Sony Xperia C4 Duo. Thời lượng pin cũng là cái để các bạn lưu ý. M4 Aqua có pin là 2400 mAh nhưng màn hình chỉ là 5 inch HD 720p. Còn C4 Duo có pin là 2600 mAh nhưng màn hình lên đến 5.5 inch Full HD. Mình có thử qua hai bài test là chơi game và xem video liên tục. M4 Aqua có thể phát video liên tục trong 8 giờ hoặc chơi game liên tục hơn 3 giờ tính từ lúc pin còn 100%.
Còn Sony Xperia C4 Duo có thể phát video liên tục gần 8 giờ hoặc chơi game liên tục cũng gần 3 giờ. Điều này khá dễ hiểu, màn hình lớn sẽ làm cho C4 xuống pin nhanh hơn so với M4 Aqua. Còn với nhu cầu sử dụng bình thường thì cả hai máy đều có thể đáp ứng tốt từ 10 đến 12 giờ sử dụng liên tục. Nhờ chế độ Battery Stamina tích hợp nên hai máy mới cho thời gian sử dụng tốt như thế. Vậy là mình đã hoàn thành xong bài so sánh Sony Xperia M4 Aqua và C4 Duo. Sự khác nhau của hai sản phẩm này khá rõ rệt. Với M4 Aqua có khả năng chống nước, còn C4 Duo thì chuyên hỗ trợ chụp selfie. Nếu các bạn dựa vào hai tính năng này, có thể chọn ngay mà không cần đắn đo. Còn nếu bạn muốn một thiết bị có màn hình lớn, hiệu năng mạnh thì nên chọn C4 Duo. Nhưng nếu cần một sản phẩm có thời gian sử dụng lâu, xem phim chẳng hạn, thì bạn nên chọn M4 Aqua. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.